Hello. Hello. Chào con Gì, hôm nay Hùng, con dạo có cái gì vui này. quá vậy? Hả? Con chào ông bà cô chú bác đây. Hôm nay con 9 tháng rưỡi rồi nè ông bà cô chú bác ơi. Nhìn Chồng ghê chồng đó, bây giờ bữa nay con hiếu động lắm nha. Hôm rồi con hơi bệnh, hơi ốm chút xíu đây. Đó, mẹ đầu tư cho một chiếc xe để Yeah. nó làm gì nay chở hoài vậy? Hết Ê. tuần này tới mẹ, từ giờ tới ba nữa Khai trương. này. Ông ngoại với mẹ chở bình thường, ba chở mới quan trọng, đúng không? Cái này chở thêm lượng người nữa ngồi sao luôn. Ok không? Ông ngoại lấy xe máy chở theo cho quay ba ba nó coi. Hả? Ông ngoại. Rồi, sao? Giờ bắt đầu đi nha, đua cái ai cho chạy ngang ngang vậy thôi, không ngang ngang không quay không trước chút làm xíu chạy thoải mái cách sao quá. À, đúng rồi vậy đi cái xe thôi. vừa đi vừa dạ quá nó mới chạy là thẳng 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 mới chạy nó hay lạng lạng lắm. tay lái vô, vô, tại vô. Nó nằm ở tay lái mà thẳng rồi. Đừng nhầm tay nữa không lao lùng xùm được không? Không 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 lấy tay ra đi ba. Ê cười, lên lên rồi nó chạy mày nhé, mà kiếm ổ gà ở dằn nghe không? Em mà xe này êm lắm, Đó, ông cái bà ghế cô chú bữa giờ hỏi hoài lâu quá nhớ tay quá mà không ai quay cho tay gỡ hết trơn. Ủa xe này nhiêu tiền vậy? Xe rẻ hơn cái ghế á. Cái ghế của Hồng mua á. Cái xe mẹ mua. Xe mẹ mua hả? Dạ. Mấy triệu vậy? Có 2 triệu mấy hả? Cái xe này có 2 triệu mấy thôi nha bà con. Cái ghế cỡ 1 chục triệu. Ghế mua Thôi. bên ghế mua bên Gia Bằng. Cái ghế này là của một người bạn mua bên Nhật. Cái gì mà cho tay gờ là phải Dạ. xịn xịn vậy đó cô, Thôi đó anh cô gọi Hồng nói vậy đó. rồi. Có một người bạn của mẹ Vân mua chứ còn bạn ba thì nghèo lắm. Gì vậy tự nhiên lấy cái so sánh gì ba ngộ ghê. Tới gần nhìn mẹ không vậy luôn hả? Mẹ đang làm gì mà mẹ chạy theo con hả? Thôi đừng nhúc luôn bà. Ba mẹ mẹ làm gì mà mẹ chạy theo con vậy mẹ? Xe này là bà vừa vừa tốt cho ba mà vừa tốt cho con. Thì đó là sử dụng luôn. con cái vui mà đầu ba gối khỏe đúng bữa không? nay nó hơi bị đau đau quá Thì đó đi quá khớp mà. á. Hỏi cái chị bạn Japan Khớp phải không? có cái thuốc uống bổ khớp không á? Có chứ. Sợ sữa là già rồi, bắt đầu già rồi đó. Ôi, Với lại ba đi nhiều quá thì phải đau nhiều rồi. quá. Thời gian trước là do chạy bộ đau, bây giờ là do đi nhiều quá đau. Leo lên cầu thang là nó thốn thốn dạ nó thốn đạp xe thì cũng thốn luôn nè. Ghê vậy. Quẹo ngoại ơi, quẹo 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 đúng rồi bạn, nhìn ngoài luôn nhìn mẹ đấm đuối luôn rồi. Cái chân kìa à. Nhìn quay á. Em nhìn mẹ hoài luôn hả em? Trời ơi ghét chưa, mẹ quay góc rộng rồi để chết chơi góc này góc đây góc rộng. Yeah, thấy hai cha con rõ rồi. Đó, đạp xe thôi mà có thêm camera rồi có thêm tài xế là ông ngoại nữa. Bây giờ nghe sướng quá mà. bữa ai nói là bây giờ là sinh ra là trong tình yêu thương nè, ai cũng thương hết. Nghiên cứu xe đạp kìa ba, bóp thắng này chi cũng kìa. rồi, đừng có đang ban đang chạy bóp thắng mà không đích nha. Thẳng luôn thẳng luôn. Nó khoái cái chuông lắm mà nó chưa đâu, cái tay nó rờ rờ chuông rồi. Ba bóp chuông cho em nghe thử coi, có cái chuông xe đó. Nó bay qua vậy không ra được lớn không? Quẹo 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 thôi thôi quẹo trong đây thôi, quẹo ba. Tiger.
bên đây nè Tiger. Mẹ kìa, mẹ đây Tiger ơi. Đổi hướng một con. Vậy là ngày nào ba Điền cũng có cơ hội lấy xe đạp đạp cho khỏe, Tiger chở Tiger cho vui nha. Nó đạp đúng 30 phút nha không? Kiểu này là xuống bụng liền á, mấy cái tay bụng căng hay lên lên á. Đi nhiều mà bụng vẫn lên nha. Ồ, thắng rồi, bóp thắng rồi. Con bấm chuông này cho ba đi, Tiger. Đây con cầm này con bấm nè. Bấm nè, thử cho nè, khỏe. Tiger thằng bên kia, bên kia không ạ? Bấm hay lấy cái bấm lên. Phải ngón bên phải không à? Yes. Phải không? Ơi. Em bé ơi. Ơi. Đây gặp, ok đi đây gặp. Ok. 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 Trời ơi, xưa ba nhớ ông nội là chở ba bỏ trong cái thùng cái rổ này nè. Ngồi chở nghe luôn á. Cắt ngoài lạnh quá. Chơi một cú một cái thôi. Ngoài lạnh quá, cái máy quay chóng mặt không? Cú này đang này hơi chóng mặt nha bà con thông cảm nha, một cú cú Dolly. Dolly hơi ngoạn mục quá ngoại. Đang lên ra sư phụ bà xã. Trời ơi, đợt này đi quá. Nhưng mà thôi, cái đầu cũng đứng rồi thôi mà. Mai mốt đi hớt tóc nha. Đứng rồi, tóc nhiều quá. Tóc thôi. Tóc dài quá chứ. Một số ông bà cô chú kêu là nên hớt đầu lên. Cạo một lần luôn. Để cho nó mà ra hết cái tóc máu á, rồi xong bắt đầu nó mọc lên nó sẽ đẹp hơn. Tóc nó mọc mạnh lên nữa không biết nữa. Đúng không nữa. Đó, giờ qua đây ngó bên kia. I love you. I love you. Vui quá hả? Có hai ba người. Có hai ba người theo đã quá hả? Hậu tống mà. Trời ơi trời. Ồ nó nắm thắng nè. Thì đó nắm nãy giờ. Thôi thôi mua này giờ bán đi. Mua gì ba? Mua cái rổ nè. Cái rổ đựng đồ nghề của nó đó. Cái rổ này nè. Cái ghế. Tự nhiên cái rổ. Bây giờ đổi nghề đi, không bán nước mát nữa, chuyển qua bán đồ em bé đi. Rồi mắc lắm ba. Đồ bé mắc lắm. Đồ em bé xịn là mắc lắm. Phải cần dập mặt nha. Không, không có đụng được cái càm vô đó. Không có, nãy giờ đụng lại. Liếm láp lùm la. Ơ, em mới ngủ dậy mà ngáp vậy. Rồi, mấy anh chị chơi vui quá trời không? Trời, nó đi ngoài trời ơi. Rồi, quẹo phải không ạ? Là anh đáng nó ngáp rồi. Quẹo phải. Quẹo phải nào, vô đây nghe không? Phải đi tiếp nha. Thẳng luôn. Thẳng luôn. Thấy luôn. Phải quá hả con? Phải quá, phải quá. Mình về từ Tây ba sống quá ha. Cho đường xá nó rộng rãi đúng không? Khoai qua, khoai qua. Về miền Tây cho nó rộng rãi đi ha. Đạp xe cho nó đã ha. Đi miền Tây riết giờ muốn về miền Tây ở luôn phải không? Một là miền Tây, hai là Tây Ninh. Mình nắng lắm, Tây Ninh nắng, nóng. Nóng Bà Rịa. Bà Rịa cũng nắng tanh nè. Queo queo. Nhìn vô cái rổ kìa. Nhìn vô cái rổ coi có gì nào. Đó là vừa quê cắm câu luôn á. Phía trước là gì nào? Rồi ngược lại đi. Qua khỏi chỗ này đi. Chạy luôn. Rồi thẳng luôn, thẳng luôn. Bãi đậu xe cho nó sạch sẽ chút nha. Để được chạy xe vô gara nha. Ấy. Vô gara nha. Chạy
trường ra nha. Bạn ơi, chú bóng thắng rồi vậy. Đó, đây nè. Đừng đây đi. Rồi, dạ. Rồi. Từ từ. Rồi. Sao vô đây chơi đúng không? Đi ta cho tay gờ thử bước chân xuống cỏ coi tay gờ có cảm giác như thế nào. Nó có vỏ kìa, có vỏ ngồi. Có sợ không? Nó trong dây nè, phải trong đứng mới được. Đứng đứng nó vững. Rồi đá gà luôn nha. Gà lại nha ba. Ừ, trời ơi. Đá gà lại luôn. Đó, xịn xịn à. Rồi, ok bi. Xịn à. Vui không? Em mày bóp đi. Bóp như nó nè. Rồi, trời ơi, giống em bé siêu nhân quá. Rồi, em bé siêu nhân. Cái gì vậy? Sao em chó em sủa mình quá vậy nè? Thì cho con cái chạm đất đi ha. Chạm thử nó xuống cỏ. Em bé mỗi lần chạm xuống cỏ là hơi bị mắc cười. Đó, sợ 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 sợ. Không biết cái gõ này nó hơi gai gai á. Thì đó. Sợ. Đúng không? Đây coi thử không? Nè bác coi giọng này đâu có gì đâu. Thấy không? Thôi đâu mà, thử coi chân đúng rồi. Cái chân mình phải tiếp đất con hiểu không? Chân mình tiếp đất á. Đầu đội trời chân đạp đất hiểu không? Gì vậy? Đầu đội trời chân đạp đất. Thử coi. Hiểu không? Thử coi. Đó, làm trai là đầu đội trời chân đạp đất nha. Em bé nào cũng vậy hết á. Đầu đội trời chân đạp đất. Ở đây có mấy chỗ vui quá, cho đi đi. Bây giờ con cởi nai không? Vui quá. Trời ơi, ba đi tối ngày. Thì phải đi kiếm cơm chứ giờ sao? Thời buổi loạn lạc. Lên hôm nay hơi ghê nha. Chê ba, nha. Trời ơi, ở đây có cái công viên mà đi bao nhiêu lâu. Chả bao giờ ghé đây phải không? Đúng rồi. Đó, lát ba hai cho con mình ngồi đây mình chụp cho mấy tấm hình nè. Bao đẹp. Đó, vô đây ngồi cái lỗ này đi. Đẹp không? Đó, hướng này sáng trưng luôn nè. Biết anh biết. Trời, cho tôi 2 ly cà phê. Rồi 2 ly cà phê sữa. YouTube đẹp trai coi, lát làm mấy tấm hình coi. Đây là gần nhà sẽ có một cái sông như thế này à. Mình có thể có cái thuyền kayak đó bạn. Chèo cũng vui lắm bạn. Thấy cái chú kia chú chèo vui lắm. À, xuống nữa không? Đâu đợi trời chân đạp đất không? Sợ không? Con sợ không? Sợ, sợ. Rất là sợ. Phải vượt qua nỗi sợ nha. Hèn. Ý, còn. Con thích. Phủi. Cái gì kỳ quá vậy ta? Không, cái cỏ này nó hơi đau chân á. Ừ, kỳ quá vậy ta. Hoa này hoa gì đẹp quá ba. Hả? Hoa này nè. Hoa này hả? Em thích hoa này nè. Hoa này hoa gì vậy bà con ơi? Đẹp quá à. Ơi, hoa gì rồi? Kiếm về trồng nè. Ôi, địch cái phẹt rồi. Địch cái phẹt thì sao? Địch rồi, chắc sắp ị rồi. Chạy. Dạ, xin chào tạm biệt bà con cô bác. Hôm nay bố Biểm có cái xe chở đệ tử. Thôi lên xe đó, đòi đi đó chứ không gì hết trơn á. Rồi thôi đi dạ, tiếp thôi, nha. Đi tiếp nha. Dạ, bye chào, bye. Nghe. Rồi lên xe đi. Lên xe. Rồi lên xe mày chụp vài tấm hình đi. Thấy vui. Ok. Stop. Bye bye.